Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chiều ngày 10 tháng 9, theo giờ địa phương, tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí thân tình và thẳng thắn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Putin, thông tin về kết quả chuyến thăm và trao đổi các nội dung hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội trong thời gian tới. Tổng thống Putin cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời hỏi thăm và chuyển lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Liên bang Nga vào thời gian thích hợp. Tổng thống Putin đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước thực chất, hiệu quả, khẳng định sẽ ủng hộ cơ quan lập pháp hai nước triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Sáng ngày 11 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam, Liên bang Nga.